Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em cũng vừa về một vài chiếc Toyota Veloz 2022 phiên bản mới. Thì bên ngoài đằng xa kia thì anh em vẫn đang xuống lồng ấy, thì vừa xuống được hai chiếc xe Veloz. Thì hai chiếc này đều là bản tiêu chuẩn thôi. Thì trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu về cái giá bán cũng như giới thiệu cho anh chị một chút về cái thông tin xe. Veloz thì được phân phối thị trường Việt Nam với cả hai phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và giá niêm yết lần lượt của các phiên bản là 648 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, là phiên bản trước mặt chúng ta đây, và phiên bản cao cấp là 688 triệu. Trước mắt chúng ta đây là hai bản Veloz Cross tiêu chuẩn màu trắng ngọc trai. Thì với theo truyền thống của Toyota thì những cái xe có màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn các màu khác 8 triệu, nên là chị cộng cho em 8 triệu vào giá niêm yết. Hiện tại thì bên em cũng vừa về được một vài chiếc Toyota Veloz có thể giao ngay cho anh chị. Tùy màu thì nó cũng tùy thời điểm. Xe thì đợt này không có nhiều ấy, đặc biệt là về phiên bản cao cấp. Đây là hai phiên bản tiêu chuẩn thì em có thể giao ngay, còn phiên bản cao cấp thì nếu anh chị muốn lấy luôn phiên bản màu nào thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình, thì em sẽ tư vấn cho anh chị về cái phương án lấy xe làm sao hợp lý nhất. Ngoài ra thì trong khuôn khổ video em sẽ là giới thiệu luôn về cái chính sách trả góp bên em. Thì xe Veloz được hỗ trợ tối đa lên đến 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Nên là em sẽ tạm tính cho anh chị, ví dụ như ở chiếc Veloz bản tiêu chuẩn trước mắt chúng ta đây thì anh chị được vay tối đa là 80% giá trị xe, anh chị trả trước 20% là tương đương với cả là 130 triệu cộng thêm cái chi phí đăng ký đăng kiểm vào nữa. Với các anh chị ở các tỉnh như Bắc Ninh hay là các tỉnh có thuế 10% thì thêm thuế 10% nữa, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm và bảo hiểm nội thất nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng nhỉnh 200 triệu là anh chị có thể mang xe ra khỏi đại lý và lăn bánh ngoài đường rồi. Thì nó tương tự cái cách tính như vậy với cả cái phiên bản cao cấp. Veloz thì mới được ra mắt cách đây có vài tháng thôi. Nhưng mà tuy nhiên là cái phiên bản cao cấp, bản Cross Top thì cái lượng xe về không được nhiều, nên là hiện tại em ký chợ khá xa. Bản tiêu chuẩn thì em có xe sớm hơn. Còn nếu mà anh chị muốn lấy xe bản cao mà muốn giao ngay thì có thể liên hệ giúp em. Anh chị đang cần màu gì thì em sẽ tìm xe và đưa ra cái phiên án làm sao nó phù hợp nhất. Vâng, trong khuôn khổ video nhanh em sẽ giới thiệu nhanh và cho anh chị quay sơ bộ về chiếc xe Toyota Veloz phiên bản Cross tiêu chuẩn màu trắng ngọc trai thì anh chị tham khảo. Cần em hỗ trợ thêm thông tin gì thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.